Chào mừng các bạn lớp 12 đến với khóa học online của thầy. Thì để tiếp tục với kiến thức trên trường thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học chương 5 sóng ánh sáng, và phần kiến thức trọng tâm của chương này chính là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Và chuyên đề đầu tiên chúng ta sẽ cùng học với nhau đó là chuyên đề đại cương về giao thoa ánh sáng. Chúng ta bắt đầu nha. Vậy giao thoa ánh sáng là gì? Chúng ta tìm hiểu lý thuyết nha em. Ví dụ thầy có một nguồn sáng đặt tại đây. Một nguồn sáng. Đây thầy có hai khe hẹp. Đây là màn trắng. Bây giờ thầy sẽ bật nguồn sáng lên. Đây, nguồn sáng. Lúc này nguồn sáng sẽ phát sáng như thế này. Thì sau khi qua hai khe hẹp này thì hai khe hẹp này trở thành hai nguồn sáng thứ cấp, và nó cũng phát ra ánh sáng vẫn là màu đỏ, tại thầy làm hai màu cho nó khác nhau em dễ nhìn. Thì em thấy rằng hai nguồn này đóng vai trò là hai nguồn kết hợp giống nhau hoàn toàn, vì từ nguồn sáng điểm này xuất phát ra. Thì ở hai nguồn này sẽ phát ra hai sóng. Đây, ở đây là màu xanh dương và màu xanh lá nè. Thì em thấy tại trong khoảng giữa này có sự chồng chập của hai sóng, thì sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng từ hai nguồn kết hợp này tới. Và tại chỗ này sẽ xuất hiện hiện tượng giao thoa. Và đặc điểm của hiện tượng giao thoa đó chính là các vân sáng tối xen kẽ lẫn nhau trên màn. Vậy nói chung là từ hai nguồn sóng kết hợp này sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa trên màn hướng vân. Và hiện tượng giao thoa này chính là gì? Là sự xuất hiện của các vân sáng tối xen kẽ lẫn nhau trên màn hướng vân. Được không nè? Vậy ok với thầy không? Mình có hai khe hẹp phát hai sóng kết hợp. Hai sóng này giao thoa với nhau tạo thành những vân sáng tối xen kẽ cách đều lẫn nhau trên màn hướng vân. Được chưa nè? Vậy ta xem. Bây giờ có một vài đại lượng thầy cần đặt cho em. Thứ nhất đó là hai khe này thầy đặt là S1, S2. Thì chúng ta quan tâm đến đó là khoảng cách giữa hai khe. Khoảng cách giữa hai khe S1, S2 này thầy đặt là chữ A. Chữ A đây nè, thấy không? Tiếp tục, khoảng cách từ mặt phẳng giữa hai khe đến màn, thầy ký hiệu là chữ D. Đây, từ mặt phẳng giữa hai khe đến màn, thầy ký hiệu là chữ D. Được chưa? Nhớ nha. Nói lại, khoảng cách giữa hai khe thầy ký hiệu là chữ A. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn hướng vân thầy ký hiệu là chữ D. A thầy tính bằng đơn vị là mm. D thầy sẽ tính bằng đơn vị là mét. Tiếp tục, khoảng cách từ nguồn S1 đến điểm mình đang xét trên màn là D1. Từ nguồn S2 đến điểm mình đang xét trên màn là D2. Rồi em nhớ những cái đại lượng này nha, để khi vô bài người ta đề cập đến nó mình biết. Được không nè? Đây hình ảnh này, trên màn sẽ có những vân sáng tối cách đều xen kẽ lẫn nhau. Được không nè? Và có một cái vân sáng ngay giữa nè. Thầy chọn cái vân sáng ngay giữa trung tâm đây nè, thầy gọi là vân sáng trung tâm. Được chưa? Vân sáng trung tâm là gì? Là một cái vân sáng nằm chính giữa hệ vân, thầy gọi là vân sáng trung tâm. Được chưa em? Vậy bây giờ để vẽ hình dễ nhìn lại, thầy ký hiệu đường nét liền là vân sáng, đường nét đứt là vân tối. Em thấy những vân này nó như thế nào em? Nó cách đều nhau nè. Sáng cách đều nè, cách đều nhau. Tối cũng cách đều nhau luôn. Thì mình học một khái niệm vô cùng quan trọng trong chương này, đó là khái niệm khoảng vân. Thì khoảng vân người ta ký hiệu đó, người ta nói nó là gì? Nó là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc là hai vân tối liên tiếp với nhau trên màn. Được không? Khoảng cách giữa hai vân sáng nè, từ đây đến đây cũng là Y. Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp cũng là Y luôn. Được chưa? Vậy khái niệm này đề đại học rất là hay hỏi. Mà đề không bao giờ hỏi khoảng vân là bao nhiêu. Đề sẽ hỏi vậy nè: khoảng cách giữa hai vân sáng là bao nhiêu, khoảng cách giữa hai vân tối là bao nhiêu. Thì em phải biết đề đang đề cập đến việc là hỏi Y bằng mấy, khoảng vân của mình bằng mấy. Được chưa nè? Tiếp tục, vậy hai vân sáng cách liên tiếp cách nhau một khoảng Y, hai vân tối liên tiếp cách nhau một khoảng Y. Vậy vân sáng và vân tối cách nhau một khoảng bao nhiêu em? Chính xác là Y chia 2, vì chúng cách đều nhau nha. Được chưa? Sáng với sáng thì Y, tối với tối cũng Y, mà sáng với tối thì cách nhau một khoảng là Y chia 2. Vậy khoảng vân này được tính như thế nào? Đây, công thức rất đơn giản. Khoảng vân ký hiệu là chữ Y. Y bằng lambda D chia A. Lambda là gì bạn? Bước sóng ánh sáng. D còn nhớ hồi nãy không? Đây, D là gì nè? D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn. Được chưa? A là khoảng cách giữa hai khe S1, S2. Được không? Y bằng lambda D chia A. Nhớ lại tiếp,
Lambda ở đây tính bằng đơn vị là micromet, D tính bằng đơn vị là mét, A tính bằng đơn vị là milimet. Khi bạn thấy đúng ba đơn vị đó vào thì khoảng vân y chúng ta sẽ có đơn vị là milimet. Được chưa nào? Vậy sau phần lý thuyết này mình biết được hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng sao em? Là hiện tượng giao thoa của hai sóng kết hợp từ hai nguồn kết hợp S1 S2 đến trên màn. Được không nào? Khi giao thoa xảy ra hiện tượng là xuất hiện những phân sáng tối xen kẽ lẫn nhau trên màn. Được chưa? Và mình học khái niệm là khoảng vân. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp với nhau trên màn. Còn nếu sáng với tối liên tiếp thì không phải là một khoảng vân mà là một nửa khoảng vân y chia 2 thôi. Khoảng vân được tính như thế nào? Y bằng lambda D chia A. Lambda là bước sóng ánh sáng, đơn vị là micromet. D là khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn, đơn vị là mét. A là khoảng cách giữa hai khe, đơn vị là milimet. Thì khi thấy đúng ba đơn vị đó thì khoảng vân chúng ta sẽ có đơn vị là milimet. Được chưa nè? Đơn giản không? Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài tập để quen hơn ha. Rồi.